hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3 giờ chiều mỗi ngày. Bác sĩ Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem. Vi Lan xin kính chào quý khán thính giả. Trên bàn của Vi Lan đang có hai sản phẩm của công ty Apogee. Thứ nhất là liposome bình thường quý vị rất quen thuộc, và thứ hai là liposome extra strength. Nếu cái làn da của quý vị bị hồng, bị khô, bị lão hóa, bị nhạy cảm thì thưa quý vị, liposome extra strength là sản phẩm mà quý vị cần phải có. Quý vị biết là nó có gấp 3 lần cái chất hyaluronic mà liposome bình thường có. Nhưng mà thưa quý vị, cái giá không gấp 3 lần, chỉ có 120 đồng mà thôi. Đừng quên là liposome dùng dưới make up sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được mịn, ăn phấn và trông rất đẹp thưa quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Ngày hôm nay đặc biệt liposome extra strength chỉ có 120 đồng. Nếu muốn tham khảo da miễn phí, có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Đang theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Tôi, bác sĩ Kimberly, xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay là chương trình trò chuyện với Thi Phan từ Westminster, California. Thi Phan, 47 tuổi, đã theo chương trình bắt đầu dưỡng da, chữa trị cho những vết nám của cô ta. Chị cảm ơn Thi đã bỏ một chút thời giờ lên để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của The Dr. Kimberly Show. Chào chị, chào quý vị khán giả. Chị muốn biết là em đã dùng qua cái bộ kèm phương pháp Apogee, thì hôm nay chúng ta bắt đầu nói về cái phương pháp chữa trị làn da của Thi. Trước khi Thi đến đây đó, là Thi đã dùng qua cho những quý vị nào chưa theo dõi hay là không theo dõi cái phần 1 của mình đó, thì Kimberly xin nói sơ là Thi đã dùng qua rất nhiều sản phẩm, và khi dùng qua những sản phẩm đó thì Thi thấy làn da của Thi trong 10 năm tự chữa thì thấy nám càng ngày càng lan ra nhiều hơn, phải không Thi? Bây giờ Thi đã quyết tâm qua các chương trình của The Dr. Kimberly Show, thì đã quyết tâm đến đây để chữa trị. Và cho quý khán giả của chúng ta biết sơ là tại sao em quyết định đến đây để chữa trị. Em coi show nhiều lắm rồi, coi TV thì rất là nhiều lần. Nhưng mà em không có suy nghĩ đến, khi em cứ coi tới em thấy quảng cáo thì em nói để em thử thêm vài thứ nữa. Lần này nữa để thử coi có chữa trị được cái mặt của mình nó hết nám không. Nhưng mà nơi này có phải là nơi chót của Thi hay không, hay là còn nữa? Em không muốn đi nữa, em chỉ muốn dừng chân ở đây thôi. Nhưng mà bây giờ thì em Thi dùng qua cái bộ dưỡng da đã chọn cho Thi, thưa quý vị, là bộ cấu tạo da. Nhất là cho những quý vị nào đang ở nhà, nếu quý vị đã dùng qua nhiều thứ, nhiều sản phẩm như Thi, thì quý vị sẽ dùng cái bộ cấu tạo da. Khi làn da của mình đã dùng qua nhiều thứ, thì như em nói, em dùng OBG, làn da của em bị đỏ rồi sau đó bị rát, mà em chịu đựng đến 2 năm, phải không? Rồi sau đó là em lại dùng tiếp những sản phẩm em mua ở nhiều nơi khác, vân vân, rồi rốt cuộc kéo dài đến 10 năm. Bây giờ em đến đây thì sau khi dùng qua nhiều hóa chất như vậy đó, là làn da của em có những cái triệu chứng như là khô, ngứa, rát, hừng hực khi tiếp xúc với hơi nóng, nghĩa là làn da, đó là triệu chứng của làn da bị bào mòn. Thì Kimberly đã giới thiệu cho cô ta bộ cấu tạo da. Bộ cấu tạo da để giúp làm cho làn da, giúp cho làn da hồi phục lại, giúp cho làn da có thể nói healthy, bắt đầu healthy trở lại. Thì khi mình dùng qua cái bộ này, trước hết là mình feel, mình có cảm giác là làn da này khỏe lại. Đó thì Thi thấy trước khi Thi dùng những sản phẩm này, Apogee phương pháp dưỡng da và đồng thời cấu tạo da, thì thưa quý vị là trước đó Thi đã tái tạo da. Tất nhiên khi mà mình làm, mình cứ lột da hoài đó, khiến cho làn da của mình đỏ hay ngứa hay rát hay khó chịu á, là mình tái tạo da. Tất nhiên là sau 7 ngày dùng qua những cái sản phẩm
có tính cách bào mòn sẽ bào đi và làm cho là cũng giống như là lột cái lớp da non của mình. Mình không có làn da để mình lột mỗi ngày như vậy. Yeah. Thành ra khi Thi dùng qua những sản phẩm trước đây á, Thi có cảm giác là cái làn da của Thi nó rát. Nhưng mà khi rát á, nghĩa là nó đã lột qua nhiều năm quá rồi. Nó trôi theo nước. Rồi nó rát rồi nó ngứa. Ngứa. Khó chịu. Khi mà đi ra ngoài ánh nắng hoặc là ở trong nhà cũng vậy, nó giống như là một cái ánh nắng mặt trời nó bên vô, nó cháy vô trong cái da của mình. Dạ, chắc chắn quý vị khán thính giả cũng có những cái cảm giác như vậy khi quý vị dùng qua nhiều sản phẩm có đặc tính bào mòn da để chữa. Dạ. Tất nhiên là khi mình dùng á, thì mình thấy cái làn da của mình sáng ra. Dạ. Khi mình ngưng thì mình thấy làn da của mình sậm lại. Sậm lại. Tuy nhiên nó phải lột cái làn da của chúng ta và lột đi mỗi một ngày như vậy. Đến nỗi mà có nhiều quý vị gọi Kimberly hỏi rằng đến khi nào nó mới hết lột và đến khi nào nó mới hết bào. Thì Kimberly nói đây những cái đó là không phải sản phẩm của Kimberly rồi. Tại vì mình không có đi những cái đường tắt đó để mình chữa cho khách. Tất nhiên khi Kimberly nói đường tắt nghĩa là sao? Là mình chữa tạm thời. Để mình làm hài lòng khách, để mình giống như là mình bỏ một cái band-aid để cho giống như là cái vết thương đó nó mình chưa có chữa tận gốc nhưng mà mình cứ tạm bợ chữa nó như vậy. Thì thưa quý vị, khi quý vị chữa như vậy thì làn da quý vị sẽ bị bào mòn, bị hư. Thì bây giờ xong hết rồi phải không? Cái đó là quá khứ của Thi rồi phải không? Yeah. Qua hết rồi. Đây là cái bộ cấu tạo da Kimberly đã chọn cho Thi. Và chị có trước khi lên chương trình Kimberly có nói rằng thì sắp xếp những sản phẩm nào mà thì thích nhất. Yeah. Và cho quý khán thính giả của chúng ta biết tại sao thì thích. Tại vì em đã dùng rồi, thành ra em mới biết các sản phẩm nào tốt để cho dùng vô cho cái da mặt của người Việt của mình. Ok. Thì em nói em đã dùng rồi, tất nhiên là em đã dùng nhiều thứ lắm rồi. Rồi bây giờ em dùng cái nhiều này thứ em có lắm sự rồi, so sánh nhưng mà không? Cái sản phẩm này em không có bị khô da, bị ngứa. Khi em dùng những cái sản phẩm đó, khi chúng ta đang nói đây thưa quý vị là nước rửa. Ai cũng có nước rửa ở nhà. Thì nếu như vậy tại sao phải chọn cái nước rửa của công ty Apogee? Khi mà em đã dùng nhiều cái sản phẩm thì luôn luôn lúc nào cái da em nó cũng bị khô và ngứa. Okay. Nhưng mà em dùng cái sản phẩm này nó không có ngứa và nó không có khô cái da. Mà cái mặt em nó rất là dễ chịu. Nó mềm cái da mặt của em. Quý vị nên nhớ là nước rửa cũng rất quan trọng. Nếu chúng ta đang dùng nước rửa nào đó mà chúng ta muốn dưỡng mà đã dùng qua nhiều hóa chất, tất nhiên là cái làn da của chúng ta đã bị bào mòn. Thì quý vị cần cái loại nước rửa này. Nước rửa màu xanh thôi quý vị. Thì nhiều người yêu thích lắm. Mà khi hỏi đó thì người ta cũng nói y như Thi nói á, là khi dùng và quý vị nên so sánh với những nước rửa khác. Quý vị có cảm giác như là khi rửa bằng nước các nước rửa khác thì cái làn da, không biết chị nói đúng hay sai nha, là cái làn da nó căng, nó khó chịu, chưa thoa kem dưỡng da lên. Mình cứ lật đật phải lấy kem dưỡng da mình đắp lên. Tại vì nó muốn khô quá, nó muốn nứt á. Giống như trời lạnh mà mình bị khô da nó khó chịu lắm chứ không phải là khô bình thường. Cái loại nước rửa này là loại đặc biệt cho những quý vị mà đã dùng qua nhiều hóa chất. Và trong cái phần, trong cái chương trình hay là trong cái bộ cấu tạo da, nó có loại nước rửa đặc biệt này. Xin lỗi Thi, ngắt lời Thi. Nhưng mà chúng ta hết giờ, chúng ta cần phải trở lại sau phần thông tin thương mại, thưa quý vị. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục hầu chuyện với Thi và để biết thêm những sản phẩm của phương pháp dưỡng da mà cô đã ưa thích trong những ngày qua đã dùng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin kính chào. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.
để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Ngày hôm nay trên bàn của Vivlan có hai sản phẩm thưa quý vị. Một bên là cấu tạo da. Nếu quý vị có một cái làn da bị khô một cách bất bình thường, quý vị bị rát, quý vị bị nóng hừng hực, thì đó là cái làn da của quý vị bị bệnh. Quý vị nên mua bộ cấu tạo da của công ty Apogee với cái giá 295 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng 3 món quà. Đó là một cái peel off mask, một cây son gió, cũng như là cái concealer rất đẹp. Và sản phẩm mới của công ty Apogee, một cái line gọi là Forever Young của công ty Apogee, bộ tái tạo da. Nếu quý vị không có một cái làn da bệnh nhưng mà quý vị muốn làn da của quý vị đẹp, được trắng, ăn phấn, thì thưa quý vị, bộ tái tạo da 195 đồng gồm có một chai nước toner, một chai nước rửa mặt, một cái hũ kem để giúp cho cái làn da của quý vị được trắng và một hũ kem giúp cho chống nhăn, chống lão hóa. 195 đồng mà thôi sẽ được tặng 3 món quà. Xin quý vị đừng chần chờ. 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3 giờ chiều mỗi ngày. Để biết cách dưỡng da cho con em chữa mụn và chữa nám, mời quý vị đón xem. Justin được làm việc và dạy nhảy cho rất nhiều các em nhỏ. Một điều mà Justin thấy quý nhất mà đem tới thành công cho mấy các em là sự tự tin. Nếu quý vị và con em có mụn ở bất cứ tuổi nào, quý vị hãy tìm mua Apogee Clear Skin. Bí quyết thành công của Justin. Hãy gọi ngay hôm nay để mua phương pháp Apogee, 3 món giá trị 90 đồng. 100 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial làm sạch da và một hũ Ocean mất mát. Gọi ngay 1-888-337-7264. Hãy đón xem The Dr. Kimberly Show vào lúc 12h45 trưa và 3 giờ chiều mỗi ngày. Bác sĩ Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem.